Kính chào các bạn, ngày hôm nay ngày mùng 6 tháng 8 năm 2019 thứ ba tại Berlin, và tôi đứng đây ngay phía sau lưng tôi là tòa đại sứ quán của Mỹ tại Berlin. Và cũng với cái việc xảy ra trong thời gian vừa qua tại Việt Nam thì một cái điều rất quan trọng đối với Việt Nam đó là có cái sự ủng hộ của Mỹ, mà là một trong nước duy nhất là ủng hộ mạnh mẽ trong cái việc mà Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và gần đây nhất thì chúng ta cũng chứng kiến cái việc mà châu Âu cũng bắt đầu có cái tiếp xúc với Việt Nam về vấn đề an ninh và hợp tác đối với Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi cũng xin cập nhật thêm cho các bạn biết cái thông tin mới nhất do ông Phó Giáo sư Maritime Martinson. Đây là hình ảnh của ông Phó Giáo sư Martinson cập nhật vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8, về việc tàu của Trung Quốc tiếp tục đang quần đảo ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam, với nội dung mà chúng tôi dịch ra là cập nhật ngày 6 tháng 8, tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồ họa cho thấy tất cả các hoạt động này kể từ ngày 3 tháng 7 đến nay. Vâng, chúng tôi xin để sát lại để các bạn cùng xem thì cái hoạt động này thực sự là dày đặc với những cái đường đi của những con tàu này. Và ngoài cái việc mà tàu Hải Dương 8 đang làm cái việc thăm dò ở thềm lục địa của Việt Nam này ra, thì còn có rất nhiều những cái tàu dân quân và tàu hộ tống kèm theo. Và theo như ông giáo sư Kathay của Úc thì ông ta nói rằng có tới 80 chiếc tàu của Trung Quốc đã bao vây trong khu vực này. Chính vì vậy mà các bạn thấy hình ảnh mà có rất nhiều những cái rích rắc và những cái chấm ở đây, đó là việc tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục đang hoạt động ở ngoài vùng chỗ khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh này các bạn có thể tự tra cứu ở trên mạng tweet của ông Phó Giáo sư Martinson, là một người đang giảng dạy trong trường Hải quân của Mỹ, và ông ta thường xuyên cập nhật những cái thông tin nóng nhất về tình hình Biển Đông mà báo chí trong nước thường không đưa một cách đầy đủ. Và ngoài ra, không những Trung Quốc có cái hoạt động ở trên vùng biển của Việt Nam, mà Trung Quốc hiện nay đang tăng cường. Và ngày hôm nay ông Phó Giáo sư Martinson cũng đưa ra cái thông tin là tàu Trung Quốc cũng đã vào cái khu vực của Philippines. Và chúng tôi xin dịch là ngày 6 tháng 8, ngày hôm nay, tàu khảo sát Hải Dương học Trung Quốc Shenzhen hoạt động chỉ cách bờ biển phía đông Philippines cách 80 hải lý. Nó có hoạt động ở đó với sự cho phép của Manila hay không? Đây là câu hỏi mà ông Phó Giáo sư Martinson đã đặt ra, và ông đã chia sẻ trên mạng tweet của ông trong những cái mạng xã hội mà các bạn cũng có thể tự tra khảo ở trên các phương tiện truyền thông. Và hình ảnh rất rõ ở đây là chiếc tàu của Trung Quốc đang đi vào khu vực của cách Philippines chỉ có 80 hải lý mà thôi. Vậy chúng ta phải nhận rằng là cái việc mà Trung Quốc đưa tàu vào trong cái vùng bờ biển Biển Đông để họ đang thực hiện cụ thể hóa cái đường lưỡi bò, tức là họ tìm mọi cách bảo vệ cái chủ quyền mà họ đã công bố trong cái đường lưỡi bò đó. Và bản thân cái sách trắng của Trung Quốc vừa đưa ra cũng đã nói điều đó. Thế như vậy là Việt Nam, Trung Quốc và Philippines và rất nhiều nước khác chắc chắn là trong thời gian tới đây sẽ có những cái tranh chấp rất lớn ở khu vực bờ biển này, bởi vì với cái việc trải dài của cả một cái dải bờ biển cùng với nhiều cái tài nguyên khoáng sản, và đặc biệt là cái con đường đi qua của rất nhiều hàng hóa của trên thế giới trị giá theo như đánh giá của các chuyên gia tới 5.000 tỷ US đô-la đi qua khu vực bờ biển này, thì đương nhiên đây là một khu vực rất quan trọng đối với cả không chỉ Việt Nam với Trung Quốc và cả với thế giới và quốc tế. Chính vì vậy mà sau khi nhận được cái thông tin của Trung Quốc, bắt đầu ngày mùng 6 và mùng 7 là 2 ngày liên tục họ đã tập trận ở vùng Biển Đông. Họ đưa ra những cái chiến hạm mạnh nhất để tập trận ở đó, và có khả năng ở đây họ sẽ bắn đạn thật và làm những cái động tác như là xua đuổi hoặc là tập trận đổ bộ vào những cái đảo. Thì đấy là cái điều rất nguy hiểm đối với Việt Nam, bởi vì các bạn cũng đã biết ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những quần đảo ở Trường Sa, mà với những cái già dàn như DK1 hoặc là những cái đảo nổi nhỏ, thì cái việc Trung Quốc tấn công hoặc là đưa tàu vào thì rất là nhanh và sẽ chiếm rất nhanh những cái khu vực đó. Và ngay lập tức thì đáp trả cái việc mà Trung Quốc đưa ra cái tuyên bố tập trận ở Biển Đông, thì Mỹ cũng đã ngày hôm nay cũng đã tuyên bố là đưa ra thông tin là tàu sân bay rất lớn của Mỹ cũng bắt đầu đi vào vùng Biển Đông để tập trận. Đây là cái hình ảnh mà chúng tôi đã phóng to ra để các bạn có thể nhìn thấy cái chấm là của chiếc tàu Ronald Reagan CSK, là cái tàu của Hải quân Mỹ, đó là tàu sân bay rất lớn. Và trong này ghi rất rõ là USS Ronald Reagan, một trong những tàu sân bay lớn nhất của Mỹ, đang tiến hành các hoạt động huấn luyện ở Biển Đông. Cái việc huấn luyện này thì là rất là đặc biệt, bởi vì là
bắt đầu được diễn ra cũng là từ ngày 5 tháng 8. Trong cái thời gian vừa qua, sau những cái căng thẳng ở Biển Đông, thì chiếc tàu sân bay này bắt đầu được lệnh để dường như là để áp chế Trung Quốc, không để Trung Quốc một cách hoạt động một cách quá thoải mái ở vùng Biển Đông này. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ thêm của chiếc tàu sân bay này với rất nhiều máy bay. Và trong này ghi rất rõ là cái tàu sân bay Ronald Reagan này sở hữu chiều dài hơn cả tháp Eiffel. Nó có thể chở tới 100 cái máy bay chiến đấu và máy bay được sử dụng cho các hoạt động tác chiến điện tử và chống hạm ngầm. Như vậy là rất là nhiều máy bay, và các bạn nhìn thấy đây là chiếc tàu như vậy, mà đây chiếc tàu này rất lớn của Hải quân Mỹ đã được huy động ra và hiện nay đang trên cái đường đến Biển Đông để tập trận và diễn tập ở đây. Thì các bạn cũng sẽ thấy những cái thông tin này ở trong báo chí ở nước ngoài, ở Việt Nam cũng bắt đầu đã đăng những hình ảnh này. Đây là cái điều rất cần thiết đối với Việt Nam ở lúc này, bởi vì với tiềm lực quốc phòng của Việt Nam thì rất yếu so với Trung Quốc, thì đương nhiên là cần phải có cái sự hỗ trợ và ủng hộ của những cái nước khác, đặc biệt là Mỹ và các nước thuộc khối NATO, vì chỉ có qua những cái hiệp ước thương mại, hiệp ước bảo hộ lẫn nhau đối với các nước NATO với nhau thì họ mới có thể đảm bảo là cái chủ quyền của nhau. Nhưng Việt Nam của chúng ta chưa tham gia vào khối này, cho nên cái việc mà Mỹ chưa thể can thiệp sâu, mà họ chỉ có thể là dùng những cái động tác như thế này để đưa tàu sân bay vào Biển Đông cũng để kiềm chế Trung Quốc, mà các bạn có thể thấy. Và ngoài ra các bạn cũng thấy những hình ảnh mà Trung Quốc đã phô trương rất mạnh về cái sức mạnh quân sự của mình ở Biển Đông, đó là việc họ điều cả cái tàu Phượng Hoàng rất lớn của Trung Quốc, tức là ra ngoài Biển Đông để tập trận. Và đây là hình ảnh mà tàu Phượng Hoàng đang bắn những cái loạt súng tự động được miêu tả là rất mạnh mẽ. Và chiếc tàu này được trang bị những tên lửa đối hạm, rồi tên lửa đối không, rất đầy đủ mọi phương tiện kỹ thuật ở trên cái tàu này. Và không phải chỉ một chiến hạm Trung Quốc đưa ra, mà còn nhiều cái chiến hạm khác đã đưa ra. Và trong cái bài báo này cũng ghi rất rõ là Trung Quốc đang hiện nay đang bắt đầu tập trận 2 ngày liên tục ở Biển Đông. Và cái việc này thì không phải là cái việc ngẫu nhiên, thưa các bạn, bởi vì là cái tranh chấp của Việt Nam với Trung Quốc, tức là Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính, hiện nay họ vẫn đòi hỏi cái yêu cầu của là Việt Nam cần phải rút đi và phải tôn trọng cái chủ quyền của Trung Quốc ở đó. Nhưng Việt Nam đã không rút, và điều đó đã dẫn đến những cái va chạm rất lớn ở ngoài Biển Đông. Và bây giờ thì những cái chiến hạm của Trung Quốc bắt đầu ra khơi đi vào phía quần đảo Hoàng Sa để tập trận như thế này. Và cũng theo ý kiến của ông giáo sư Ca Thay, nói rằng là Mỹ sẽ không ép Trung Quốc ra khỏi bãi Tư Chính. Đây là cái hình ảnh mà một đài tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng, và cái thông tin mà ông giáo sư Ca Thay đã đưa ra đối với tranh chấp chủ quyền biển đảo ở bãi Tư Chính của Trung Quốc với Việt Nam. Thì bởi vì các bạn phải biết rằng là hiện nay Mỹ và Việt Nam mới chỉ có đối tác toàn diện mà thôi, chứ không phải đối tác chiến lược. Và chính vì không phải là chưa phải đối tác chiến lược, cho nên là những cái ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam nó chỉ có thể mức theo tương đồng được như vậy mà thôi. Và khi mà Việt Nam nó lâm nguy như thế này thì Mỹ cũng chỉ có thể lên tiếng và gửi tàu đến để tuần tra và để đảm bảo cái tự do hàng hải, mà chưa thể trực tiếp là xua đuổi tàu Trung Quốc được. Thì đây là ý kiến của ông giáo sư Ca Thay của Mỹ đã nói. Và đây là hình ảnh của ông giáo sư Ca Thay thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Các bạn có thể xem hình ảnh của ông. Và ông là cái người nghiên cứu rất nhiều về Việt Nam, đặc biệt là về quân sự, chính trị của Việt Nam. Và ông có đưa ra những ý kiến và mang tính chất học thuật. Và các bạn cũng có thể tự tra cứu ở trên những trang mạng xã hội hoặc là trên những trang báo ở nước ngoài. Còn ở Việt Nam thì những cái thông tin đó thường là được bị cắt xén, không đầy đủ, cho nên người dân không thể hiểu được những cái thông tin chính xác mà ông giáo sư Ca Thay muốn nói đối với người dân Việt Nam hoặc với thế giới. Và tiềm lực Việt Nam thì đã chuẩn bị từ lâu trong những cái việc mà bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhưng cũng còn rất yếu. Và cụ thể nhất mà các bạn có thể thấy là những hình ảnh mà nhiều chiếc máy bay của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã liên tục khi bay ra biển thì bị rơi. Tức là đây, máy bay của cảnh sát biển Việt Nam này, đây ghi rất rõ số hiệu là 8982 này, thì chiếc máy bay này đã bị rơi cách đây không lâu, và sau đó cũng thêm một vài chiếc máy bay khác cũng bị rơi. Rồi sau đó nữa là gần đây nhất là có những chiếc máy bay huấn luyện cũng bị rơi vì nó quá cổ lỗ, bởi vì họ sử dụng những công nghệ vào chiếc máy bay MiG của Nga từ rất lâu rồi. Và tất nhiên để các bạn đã biết, Trung Quốc là có bộ phận riêng, họ có một quân đoàn riêng để chuyên là dùng cái chiến thuật là chiến tranh điện tử, tức là áp chế điện tử. Với những chiếc máy bay như thế này, khi mà bắt đầu bay lên bầu trời thì họ đã biết là máy bay loại gì, và muốn khống chế như nó thì họ phải làm thế nào. Thì không cần phải vũ khí gì cả, dùng áp chế điện tử thì có nghĩa là họ sẽ làm nhiễu
làm loạn hoặc là làm không chính xác những thiết bị đo đạc hoặc là chỉ đường dẫn đường cho những chiếc máy bay này, để khi đang bay ngoài bờ biển thì tất cả trên và dưới đều xanh giống nhau. Nếu mà độ cao bị sai, tốc độ bị sai thì chắc chắn là máy bay sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Và cái điều đó cũng có thể đã xảy ra đối với những chiếc máy bay mà Việt Nam muốn bay ra phía Biển Đông để tuần tra của cảnh sát biển và nó bị rơi liên tục. Thì đây là cái điều mà Việt Nam nên thận trọng và không nên, có lẽ là không nên sử dụng những chiếc máy bay cùng công nghệ với Trung Quốc, đó là của Nga, hoặc cùng đời sản xuất với Trung Quốc, bởi vì họ là người biết rất rõ về kỹ thuật, biết rất rõ về những cái tính năng của những chiếc máy bay này. Chỉ cần vô hiệu hóa một cái chip điều khiển ở trong chiếc máy bay này thì lập tức nó sẽ thành một đống sắt vụn và nó sẽ lao từ trên trời xuống đất, xuống dưới như một hòn đá mà thôi. Thì cái việc chiến tranh điện tử thì các bạn đã biết nó rất khốc liệt, nhưng mà lại không phải gặp nhau mà họ có thể tấn công từ rất xa. Tuy Việt Nam cũng đã cố gắng gặp gỡ phía Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt là trong cái việc trong cái hôm 1 tháng 8 vừa qua tại hội nghị về ngoại giao tại Thái Lan, thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gặp ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tức là cán bộ đồng cấp, và cũng đã phản ánh về việc là Trung Quốc nên tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam và phải tôn trọng cái công ước quốc tế. Tuy nhiên, sau cuộc gặp ngày 1 tháng 8 thì Trung Quốc lập tức là phát động việc tập trận và bắt đầu đưa tàu ra ngoài biển. Và điều đó thì đương nhiên là Việt Nam cũng phải có những cái cân nhắc để có những cái hợp tác tốt hơn, chặt chẽ hơn với Mỹ và các nước khác, để những cái nước này sẽ có điều kiện, có cố gắng, họ sẽ bảo vệ Việt Nam đến mức cần thiết. Tuy nhiên, vì Việt Nam và Mỹ và các nước châu Âu khác thể chế, hoàn toàn khác thể chế, như các bạn đã thấy hình ảnh gần đây nhất là châu Âu cũng tuyên bố là ủng hộ tự do hàng hải, không hàng không ở Biển Đông. Thì với cái hình ảnh này thì Việt Nam rất ông Phạm Bình Minh và những cái cán bộ trong nước cũng như là những cái người dân có lẽ rất hồ hởi, rất vui. Nhưng đây mới chỉ là một cái điều mà ban đầu, bước khởi đầu mà thôi, chưa phải là cái điều cụ thể. Và cái việc này đáng nhẽ Việt Nam phải chuẩn bị từ rất lâu rồi, chứ không phải như bây giờ, đến khi mà Trung Quốc họ đã lấn lướt một cách quá mức như thế này, thì khi Việt Nam đứng một mình và không tham gia bất cứ liên minh nào, tức là chính sách 3-0 của Việt Nam, thì Việt Nam trở nên cô đơn và cô độc, và cái tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Việt Nam rất yếu, không thể đương đầu nổi với Trung Quốc. Thế như vậy là cái bài toán là tại sao Việt Nam phải chuẩn bị sớm, đó là việc Việt Nam phải chuyển đổi thể chế, muốn tham gia vào những cái hiệp ước đối với các nước văn minh và những cái vấn đề đối với cả những cái tổ chức như khối NATO, thì Việt Nam cũng phải thay đổi thể chế. Đó là việc ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn đang chưa có bất cứ một cái phát biểu nào hoặc chưa xuất hiện. Khi mà đất nước đang lâm nguy thì ông ta không biết ở đâu cả. Cho nên cái việc đó thì Bộ Chính trị cũng như ông Nguyễn Phú Trọng phải có cân nhắc để có thể nhân cái cơ hội này có thể thoát được Trung Quốc và chúng ta hội nhập với thế giới bằng hình thức là văn minh hơn, đó là đa đảng và nhiều đảng phái cạnh tranh với nhau, rồi báo chí tự do và cho người dân được quyền phát biểu ý kiến chính kiến của mình. Và có như vậy thì Việt Nam mới hội nhập được với quốc tế, có như vậy thì các nước văn minh như Mỹ ở đây và các nước châu Âu họ mới chấp nhận Việt Nam cùng hợp tác với Việt Nam một cách chặt chẽ hơn để có thể cùng nhau để bảo vệ cái tự do hàng hải ở Biển Đông, trong đó là Việt Nam là một cái đất nước có một cái đường bờ biển rất dài, và cái thuận lợi của Việt Nam nếu được bảo vệ thì không những Trường Sa được bảo vệ mà sau này ngay cả Hoàng Sa đến lúc nào đó Việt Nam cũng sẽ yêu cầu Trung Quốc trả lại khi mà họ đã cưỡng chế của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1974. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Cộng Hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Và các bạn hãy cập nhật liên tục những thông tin của chúng tôi, vì chúng tôi cũng sẽ truyền tải những thông tin nhanh nhất đến các bạn, và các bạn hãy bình luận sau những video này. Và chào các bạn.